Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 5 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Khó khăn trong tiêu thụ các sản phẩm nông sản. Vì sao số vụ phá rừng ở Ba Bể gia tăng? Ngân Sơn chuẩn bị các điều kiện đón học sinh về nghỉ hè. Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường thành phố Bắc Cạn, Hồ Ba Bể. Đây là dự án quy mô đường cấp 3 miền núi có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Đến nay đã có 6 trên 12 gói thầu thi công. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ hoàn thành vào năm 2025. Tuy nhiên hiện nay, việc triển khai thi công, giải ngân vốn đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc phải bố trí các bãi đổ thải. Ước tính để hoàn thiện tuyến đường, khối lượng đất đá phải đổ thải lên đến hàng triệu mét khối. Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Bắc Cạn cũng đã quy hoạch bố trí 11 bãi đổ thải trải đều trên toàn tuyến. Tuy vậy, quá trình triển khai thực tế cũng chỉ có 5 vị trí đáp ứng được các yêu cầu đổ thải. Hiện nay, các nhà thầu đang tập kết nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn. Tuy nhiên, việc không có bãi đổ thải đang ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công. Phát biểu tại cuộc họp, sau khi đi kiểm tra thực tế tại hiện trường, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án rất quan trọng của tỉnh, vì vậy việc kiểm tra, giám sát kịp thời tháo gỡ những khó khăn phải được thực hiện thường xuyên. Muốn vậy, các sở ngành và các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Để tháo gỡ khó khăn trong việc bố trí các bãi đổ thải, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu cần linh hoạt, sáng tạo, thực hiện song hành nhiều giải pháp. Với những vị trí đổ thải còn thiếu, không khả thi, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông sớm khảo sát, đánh giá và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn. Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Cạn gồm các đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15, Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Hà Sĩ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Xuân La, An Thắng, Nghiên Loan của huyện Bắc Nạm. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri xã Nghiên Loan đề nghị được thanh toán tiền nhân công khi người dân tham gia làm đường sản xuất thuộc dự án CSSP trên địa bàn do công ty cổ phần Khang Việt có địa chỉ tại Hà Nội thuê người dân thực hiện một số hạng mục. Cử tri xã An Thắng đề nghị quy định bảng giá đo đạc đất cho các hộ gia đình cá nhân phù hợp với điều kiện của người dân và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đất đai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp từ năm 2000 nhưng đến nay qua rà soát không còn lưu hồ sơ đầy đủ, do vậy người dân khó xác định địa giới đất của gia đình. Cử tri xã Xuân La đề nghị giảm lãi suất vốn vay cho sản xuất kinh doanh, hộ nghèo, hộ cận nghèo qua ngân hàng chính sách xã hội tại vùng đặc biệt khó khăn. Giá vật tư nông nghiệp tăng cao ảnh hưởng tới sản xuất, đề nghị nhà nước hỗ trợ về giá. Đề nghị đầu tư đường điện cho người dân thôn Khuổi Buốc, Nậm Lịa. Cử tri trường tiểu học Xuân La kiến nghị về việc xếp hạng giáo viên. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 tỉnh Bắc Cạn, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận những ý kiến của cử tri. Đồng chí trả lời, giải thích và thông tin thêm về những vấn đề mà cử tri các xã Xuân La, An Thắng, Nghiên Loan quan tâm. Ngày 4 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát thu thập thông tin luật tại xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới. Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Cạn, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cán bộ xã Mai Lạp và huyện Chợ Mới. Đồng chí đề nghị cán bộ xã Mai Lạp và huyện Chợ Mới tiếp tục nghiên cứu các nội dung liên quan đến địa phương mình và gửi ý kiến đóng góp đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp theo quy định. Tại buổi làm việc, cán bộ xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới đã nêu kiến nghị trao đổi với đoàn khảo sát về những nội dung liên quan đến việc thực hiện các quy định như nhiều luật còn dài, khó hiểu, đề nghị xây dựng luật đơn giản, dễ hiểu hơn, khi người dân đọc là hiểu được các văn bản và thực hiện được ngay. Công trình xây dựng cho xã thụ hưởng nhưng xã không được tham gia, khi bàn giao đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục chưa phù hợp. Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát tình hình triển khai dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đối với Sở Xây dựng Bắc Cạn. Thực hiện nghị quyết số 69 ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn xung quanh khu vực Hồ Ba Bể.
Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị, dự kiến sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và tiến hành ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình vào tháng 12 năm 2022. Nguồn vốn đã giải ngân năm 2021 đạt 50% trong tổng số vốn được giao là gần 2,7 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư và nhà thầu gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như trong năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Ngoài ra, khu vực xung quanh Hồ Ba Bể cũng đang có một số dự án giao thông thực hiện cùng lúc nên quá trình khảo sát thiết kế dự án phải có sự phối hợp giữa các bên để đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp với thực tế hiện trường và tuyến đường giao thông xung quanh hồ dẫn đến chậm tiến độ theo hợp đồng đã ký kết. Ngày 5 tháng 5, Ban giám khảo Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Cạn năm 2022 đã tổ chức họp để thống nhất các tiêu chí sản phẩm bình chọn. Sau thời gian phát động, Hội đồng bình chọn đã tiếp nhận 41 hồ sơ là sản phẩm của 31 cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Cạn năm 2022. Hầu hết các sản phẩm tham gia đều thuộc nhóm sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm. Tại cuộc họp, các thành viên ban giám khảo đã thống nhất bình chọn sản phẩm tiêu biểu với những tiêu chí chính như đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất, hiệu quả kinh tế sản xuất, doanh thu sản xuất kinh doanh sản phẩm, trình độ công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm, khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, mẫu mã, chất lượng sản phẩm, chất lượng lao động tham gia sản xuất, khả năng thu hút giải quyết việc làm cho lao động, thu nhập bình quân của người lao động, tiêu chí về văn hóa, tính thẩm mỹ. Những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Cạn đã có nhiều nỗ lực trong việc phát triển các sản phẩm nông sản sạch. Tuy nhiên thực tế cho thấy, việc phát triển, mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông sản chất lượng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Cam, quýt, bưởi, dưa lưới là những sản phẩm nông sản sạch của huyện Bạch Thông đã được cấp chứng nhận Việt Gáp an toàn thực phẩm. Tuy nhiên thời gian qua, do nhiều nguyên nhân nên các sản phẩm này gặp khó khăn trong việc kết nối, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Hiện một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn của địa phương vẫn chủ yếu bán qua thương lái và thường bị ép giá nên hiệu quả kinh tế mang lại không cao. 1-2 năm trở lại đây thì do ảnh hưởng của dịch bệnh, một phần nguyên nhân nữa là cái cán bộ năng lực của hợp xã nhiều khi chưa đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của thị trường, nhiều lúc còn hạn chế, nữa là cũng chưa được tham gia nhiều chương trình hội chợ xúc tiến thương mại để mà quảng bá cái sản phẩm quýt của mình xuống ở tỉnh miền xuôi, nên là cái đầu ra cũng đang rất là khó khăn. Hiện tỉnh Bắc Cạn đã phát triển được hơn 200 sản phẩm nông sản sạch, trong đó trên 150 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP như miến rong, gạo ba thai, gạo nếp, khẩu nối lách, bún khô, măng sấy, lạp sườn, thịt treo các bếp, nấm hương, mộc nhĩ, các loài trà uống, thảo dược. Thời gian qua, nhiều sản phẩm trong số này đã được tiêu thụ tại nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh như Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn không ít sản phẩm gặp khó khăn về đầu ra. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa được quảng bá rộng rãi nên nhiều sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh khó tiếp cận được với các thị trường lớn. Bên cạnh đó, một số sản phẩm chậm đổi mới hình thức, chưa có nhận diện thương hiệu hoặc bao bì, nhãn mác, chưa tạo được sức hút, nên khó cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh đang tích cực thực hiện các giải pháp nhằm giúp nông sản sạch của tỉnh vươn tới thị trường tiềm năng. Công tác tham gia các cái diễn đàn hỗ trợ thì thường ban tỉnh giao cho Sở Công Thương làm chủ trì và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chúng tôi. Và đặc biệt là đơn vị chúng tôi, đơn vị phối hợp ngành nông nghiệp chúng tôi để tiếp tục có những cái giúp người dân có những cái liên kết tốt nhất trong cái sản xuất, quảng bá, tiếp xúc rồi kết nối rồi là tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ nông dân tiêu thụ các cái sản phẩm. Cùng với giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và thiết lập kênh tiêu thụ vững chắc cho sản phẩm, ngành nông nghiệp tỉnh cũng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu các mô hình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, an toàn thực phẩm, nhằm giúp người tiêu dùng hiểu biết, tin tưởng và yên tâm sử dụng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao. Nhằm đẩy mạnh chương trình giảm nghèo, huyện Na Rì đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng thực hiện tốt chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã giải ngân trên 16 tỷ đồng cho 260 hộ nghèo, 2,6 tỷ đồng cho 40 hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Ngoài ra, toàn huyện có 125 hộ được vay vốn sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Những nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho bà con phát triển sản xuất, tạo sinh kế, vươn lên thoát nghèo. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã triển khai các chương trình tín dụng và hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với nguồn vốn. Đơn vị đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể thăm nắm tình hình sử dụng vốn vay, kịp thời tháo gỡ những khó khăn. Hiện nay tỉnh Bắc Cạn đã hoàn thành 6 trên 7 chỉ số giải ngân chương trình mở rộng quy mô vệ sinh
và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016-2021. Trong đó, 6 chỉ số đã hoàn thành là kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh đã được phê duyệt thực hiện, số xã đạt vệ sinh toàn xã, số đấu nối nước mới, số kế hoạch và báo cáo hàng năm được công bố, số xã đã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã sau 2 năm, số kế hoạch tăng cường năng lực đã phê duyệt được thực hiện. Hiện còn một chỉ số chưa hoàn thành là số hộ gia đình có hệ thống cấp nước bền vững sau 2 năm sử dụng từ công trình cấp nước bền vững. Trong năm 2022, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Bắc Cạn sẽ phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu chỉ số này, bảo đảm đến hết năm có trên 98% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Hiện lượng nước thải y tế toàn tỉnh là hơn 1.200 mét khối trên một ngày đêm. 7 trên 8 trung tâm y tế tuyến huyện đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, hệ thống xử lý đã xuống cấp và thường xuyên phải sửa chữa, nâng cấp. Có một trung tâm y tế chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế. Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn là một trong 4 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn cần xử lý. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn, nước thải y tế bệnh viện đã được thu gom, xử lý tại hệ thống xử lý nước thải y tế của bệnh viện với quy mô công suất 400 mét khối trên một ngày đêm. Hiện tại, nước thải y tế của bệnh viện chỉ được xử lý sơ bộ như nước thải sinh hoạt và thoát ra ngoài môi trường. Lượng nước thải y tế tại các trạm y tế xã và các phòng khám nhỏ lẻ mới chỉ được xử lý chung cùng nguồn nước thải sinh hoạt bằng hệ thống bể tự hoại, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt là ô nhiễm vi sinh vật. Trong nước thải y tế, ngoài những yếu tố ô nhiễm môi trường thông thường như chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng, dầu mỡ, còn có những chất khoáng và chất hữu cơ đặc thù, các vi khuẩn gây bệnh, chế phẩm thuốc, chất khử trùng, các dung môi hóa học, dư lượng thuốc kháng sinh và có thể có các đồng vị phóng xạ được sử dụng trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh. Mặc dù so với các loại nước thải khác, lượng nước thải y tế phát sinh không lớn, song do tính chất đặc trưng của nước thải y tế nên loại hình nước thải này cần được quan tâm thu gom, xử lý theo quy định. Theo kết quả quan trắc môi trường không khí tỉnh Bắc Cạn hiện nay cho thấy, chất lượng không khí môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn tốt. Hiện tỉnh Bắc Cạn không có điểm nóng về ô nhiễm không khí. Trong đó, cường độ tiếng ồn và hàm lượng các chất gây ô nhiễm gồm CO, NO2, SO2, bụi TSP trong môi trường không khí tại 37 trên 37 vị trí quan trắc đều thấp hơn chỉ số cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại không khí và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn có 2 khu vực bị ô nhiễm môi trường do tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật là kho thuốc bảo vệ thực vật tại khu 2 xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn và chi nhánh vật tư nông nghiệp huyện Chợ Mới. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, toàn huyện Ba Bể đã phát hiện 12 vụ phá rừng tự nhiên. Đây là một con số khá lớn. Mặc dù diện tích rừng bị thiệt hại không nhiều, chỉ khoảng 2,5 hectare, nhưng số vụ lại đang có chiều hướng gia tăng. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu qua phóng sự ngay sau đây. Là xã nằm gần trung tâm huyện, nhưng trong 5 tháng đầu năm, Thượng Giáo đã phát hiện 7 vụ phá rừng trên địa bàn, bằng gần 60% số vụ của toàn huyện. Trong đó có không ít diện tích ở gần các trục đường giao thông. Theo chính quyền các địa phương, phần lớn những diện tích rừng bị phá đều là rừng tự nhiên nghèo kiệt và đã được giao cho các hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Do nhu cầu trồng rừng lớn, trong khi đó theo quy định về đóng cửa rừng, thì người dân lại không được phép cải tạo trồng rừng trên những diện tích đất rừng đã giao cho họ, kể cả rừng tự nhiên nghèo kiệt nên đã tự phá rừng để trồng rừng mới. Mà chúng tôi cũng là cho các thôn là điểm nóng, là chúng tôi cũng đã đi tuyên truyền và trực tiếp chúng tôi cũng đi một số thôn để mà tuyên truyền trực tiếp để mà hạn chế để cái công tác phá rừng. Quy định chung thì theo cái diễn biến là 3 loại rừng thì chúng tôi thì cũng chỗ nào nó có thể là trồng được thì chúng tôi cũng tạo điều kiện, bởi vì là cái nào đúng thì chúng tôi tạo điều kiện thôi. Còn chỗ nào không được thì tuyên truyền người dân là quản lý để bảo vệ theo cái quy định là đóng cửa rừng. Theo thông báo số 511 của Văn phòng Chính phủ, từ ngày 1 tháng 11 năm 2017 sẽ đóng cửa rừng tự nhiên, không được trồng rừng trên những diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt như thời điểm trước đó. Thực hiện thông báo này, cùng với các địa phương khác, huyện Ba Bể đã phải chuyển dần sang trồng rừng phân tán do thiếu đất trồng rừng tập trung. Diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt cũng không được trồng rừng mới. Tuy nhiên, mức giao khoán bảo vệ rừng rất thấp, người dân giữ rừng nhưng nguồn lợi từ rừng không đáng kể, chênh lệch quá lớn so với người được trồng rừng. Trong khi đó, các hộ có đất rừng tự nhiên được quy hoạch là rừng sản xuất đều ở thôn bản xa, thiếu sinh kế bền vững,
chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo, nhiều hộ thiếu ăn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho người dân tự ý phá rừng trên chính những diện tích rừng do mình quản lý, với lý do lấy đất trồng rừng để cải thiện cuộc sống. Bởi các vụ vi phạm chủ yếu xảy ra trên diện tích rừng tự nhiên, được quy hoạch là rừng sản xuất, có trữ lượng thấp hoặc chưa có trữ lượng. Về phía hạt cũng đã tham mưu cho ủy ban huyện ban hành các văn bản chỉ đạo đối với chính quyền địa phương các xã thị trấn. Song song với đó thì đơn vị cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo đối với lực lượng kiểm lâm tập trung vào tăng cường cái tuần tra kiểm tra rừng tự nhiên đối với các khu vực rừng tự nhiên. Cái thứ hai nữa là phối hợp với là các ngành chức năng, công an, quân sự cũng như là chính quyền các xã thị trấn để tăng cường công tác tuần rừng, tuyên truyền đến các hộ gia đình cá nhân. Trước tình trạng các vụ phá rừng liên tiếp xảy ra tại huyện Ba Bể cho thấy, cùng với công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các vụ vi phạm, thiết nghĩ ngành chuyên môn cũng như các cơ quan chức năng của tỉnh cũng cần kiến nghị với Trung ương có chính sách đặc thù cho người dân, nhất là người dân vùng cao trong công tác trồng và bảo vệ rừng. Làm sao để họ có thể sống được từ rừng? Có như vậy mới hạn chế được thấp nhất các vụ phá rừng tự nhiên xảy ra. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn về bình đẳng giới cho các đối tượng là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Phụ nữ các huyện, thành phố. Trong thời gian một ngày, các đại biểu đã được tư vấn về giới và gia đình, trao đổi những kỹ năng phòng chống bạo lực trên cơ sở giới như thực hành xây dựng kế hoạch an toàn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục và kỹ năng đối với lãnh đạo nữ. Qua lớp tập huấn này, các đại biểu được củng cố thêm về kiến thức về công tác bình đẳng giới, công tác vận động phụ nữ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới và công tác vận động phụ nữ trên địa bàn. Đồng thời, cũng là dịp để các học viên có thêm điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện công tác bình đẳng giới và công tác vận động phụ nữ. Thưa quý vị, hiện nay hầu hết các trường trung học cơ sở, tiểu học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thi xong học kỳ 2 và sắp bước vào kỳ nghỉ hè. Đây là thời điểm các khu dân cư, tổ chức đoàn thanh niên chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón các em về sinh hoạt hè, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Ngân Sơn. Mỗi dịp hè đến, hội đồng đội thị trấn Đa Phạc huyện Ngân Sơn đón khoảng 1.000 học sinh về địa phương tham gia sinh hoạt hè tại 22 tiểu khu, tổ dân phố. Hè năm ngoái, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn đã tổ chức hội thi Anh chị phụ trách giỏi, xây dựng video nhảy dân vũ và nhiều hoạt động khác. Năm nay đến thời điểm này, các em học sinh chưa kết thúc năm học, nhưng hội đồng đội thị trấn đã có sự phối hợp nhịp nhàng với các trường học để thăm nắm tình hình học sinh, chuẩn bị mọi điều kiện nhận bàn giao học sinh về hè từ nhà trường và tổ chức khai mạc hè. Chúng tôi còn chỉ đạo các chi đoàn để thực hiện công tác cơ sở vật chất cũng như là quét dọn vệ sinh đảm bảo cho việc công tác sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi năm 2022. Cũng như mọi năm, công tác đón học sinh về sinh hoạt hè được huyện đoàn Ngân Sơn chỉ đạo đến các đoàn xã, thị trấn chuẩn bị chú đáo nhằm đảm bảo tất cả thiếu niên nhi đồng đều được tham gia sinh hoạt hè. Hội đồng đội các xã thị trấn được củng cố kiện toàn liên tục nhằm phát huy hiệu quả vai trò tập hợp, thu hút đội viên thiếu nhi tham gia sinh hoạt tập thể tại thôn, xóm, tổ phố. Tuyên truyền về phòng chống đuối nước, về bạo lực trẻ em, tổ chức các trò chơi trí tuệ, hỏi đáp và còn tùy theo những buổi sinh hoạt mà tổ chức các trò chơi khác nhau. Nhiều địa điểm vui chơi cũng được tổ chức. Đoàn thanh niên cùng chính quyền địa phương quan tâm xây dựng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng. Các hoạt động hè tại cơ sở sẽ được triển khai sáng tạo phù hợp với thực tế. Hội đồng đội các xã, thị trấn sẽ thành lập tổ anh chị phụ trách đoàn lưu động hỗ trợ các điểm sinh hoạt hè vùng cao. Huyện đoàn Ngân Sơn sẽ tham mưu cho ban chỉ đạo hoạt động hè tổ chức kiểm tra hoạt động hè năm 2022 để thăm nắm tình hình hoạt động của cơ sở, phát hiện ra những mô hình mới, những cách làm hay và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Huyện đoàn cũng đã lựa chọn 5 anh chị phụ trách có kỹ năng tốt để tham gia tập huấn hè tại tỉnh trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 5 tới đây. Các anh chị sẽ đi tiếp thu kiến thức tại tỉnh, những cái nội dung mới, sau đó sẽ về triển khai tập huấn tại huyện cho khoảng 40 anh chị phụ trách của các xã thị trấn. Trọng tâm trong công tác sinh hoạt hè năm 2022 được huyện đoàn Ngân Sơn đưa ra là các hoạt động vui chơi, ôn tập văn hóa hè, tham gia tình nguyện tại địa phương,
chú trọng hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, thực hiện nếp sống văn hóa, tham gia vệ sinh môi trường, giúp đỡ các gia đình chính sách, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình thời sự. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn, địa chỉ bắc cạn tv.vn.